Ngày 4 tháng 1 năm 2004, sau khi diễn ra cuộc cách mạng Hoa Hồng, Saakashvili được bầu làm Tổng thống Georgia. Tối hôm đó, ông lên giọng trước báo chí. Đây là thắng lợi của các bạn. Không phải tôi đã thắng cử Tổng thống, mà là các bạn, dân chúng của tôi. Chính các bạn đã thắng cử Tổng thống. Hiện nay có rất nhiều vấn đề đang chờ giải quyết, nhưng chúng ta sẽ hiệp lực cùng xây dựng lại đất nước, dẫn dắt Georgia tiến lên con đường dân chủ. Cứ như thế, Georgia trở thành quốc gia SNJ đầu tiên mà phe đối lập thông qua thủ đoạn cách mạng màu giành chính quyền thành công. Điều làm người ta khó hiểu là tại sao cơn bão cách mạng màu lại đổ bộ đầu tiên vào Georgia? Tại sao nhà lãnh đạo thân phương Tây Shevardnadze lại là vật hy sinh đầu tiên cho cơn bão đó? Saakashvili tốt nghiệp ngành luật quốc tế, Đại học Kiev, Ukraine, sau đó lại đi Mỹ, học luật nhân quyền tại Đại học George Washington trước, rồi lại sang Đại học Columbia, đạt được bằng luật thứ hai, từng đến Pháp xin học. Cuối cùng, ông lựa chọn lưu lại ở Mỹ, mở một văn phòng luật sư ở New York. Năm 1995, Saakashvili được mời về nước. Năm 2000, ông được cử làm Bộ trưởng Tư pháp, tạo được mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Shevardnadze. Nhưng rất nhiều chủ trương cải cách của ông trong cương vị Bộ trưởng Tư pháp lại không nhận được sự ủng hộ của Shevardnadze. Điều đó khiến ông thất vọng sâu sắc. Làm Bộ trưởng Tư pháp không đầy một năm, tháng 9 năm 2001, ông từ chức. Ngay sau đó đã lập một chính đảng mới, Đảng Phong trào Dân tộc, và rất nhanh chóng phát triển thành đảng đối lập lớn nhất trong nước. Đối thủ của cách mạng Hoa Hồng mà Saakashvili phát động chính là Shevardnadze, ân sư của ông trước đây. Vị nguyên lão trên chính đàn với đầu tóc bạc trắng này được mệnh danh là con cáo bạc Kapkaz. Năm 1972, khi đang đảm nhận bí thư thành ủy Tbilisi, Shevardnadze được đề bạt làm bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Georgia, đã mở ra thời đại Shevardnadze thứ nhất trong lịch sử Georgia. Năm 1985, ông được cử giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô cùng với Gorbachev tạo thành điều được gọi là hai ngôi sao trên chính đàn Liên Xô lúc bấy giờ. Về chính trị, Shevardnadze đi theo và tích cực thúc đẩy cải tổ do Gorbachev chủ xướng. Trong các sự kiện như Liên Xô rút quân khỏi Afghanistan, thống nhất nước Đức, kết thúc chiến tranh lạnh và Mỹ-Xô ký thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân, v.v. đều có dấu ấn của ông. Bởi lập trường thân phương Tây kiên định của mình, Shevardnadze được các tập đoàn lợi ích phương Tây coi là một trong những nhà lãnh đạo đáng tin cậy nhất trong nội bộ cấp cao Đảng Cộng sản Liên Xô. Sau khi Liên Xô tan rã, Shevardnadze trở về Georgia, quê hương ông. Tháng 11 năm 1992, được bầu làm Tổng thống nhà nước Georgia, mở ra thời đại Shevardnadze thứ hai. Năm 1995 và năm 2000, ông hai lần liên nhiệm, cầm quyền 11 năm liền. Mở tấm bản đồ thế giới hôm nay, lần từ bán đảo Ban Căng của châu Âu đến Israel và Palestine của Trung Đông, sau đó đến bán đảo Ả Rập và Vịnh Persic, lại đến Iran, Afghanistan. Tiếp theo chuyển hướng Tây Bắc, qua các nước SNJ ven biển Caspi, qua Biển Đen thẳng đến Thổ Nhĩ Kỳ, vắt ngang đại lục Á-Âu. Khoanh một vòng tròn, đây chính là một chiến trường trọng yếu trên ván bài quốc tế hôm nay. Georgia nằm ngay giữa biển Caspi và Biển Đen, cũng là vị trí chiến lược trọng yếu nối khu vực Vịnh Persic với Đông Tây Âu.
Ở đây, phong cảnh tuyệt đẹp có người gọi là vườn hoa sau của Thượng Đế. Tây giáp Thổ Nhĩ Kỳ, cực đông của NATO. Đông giáp với Azerbaijan, quốc gia vùng Caspi. Bắc dựa vào Nga, Nam nhìn sang Armenia. Đây là nước duy nhất trong 8 nước Trung Á và ngoại Caucasus có cửa thông ra biển. Từ xưa đến nay, luôn là địa bàn chiến lược trọng yếu xung đột và tranh giành giữa các thế lực Đông Tây. Ý nghĩa địa chính trị của nó không nói cũng rõ. Theo thống kê của Bộ Năng lượng Mỹ, trữ lượng dầu khí biển Caspi trong khoảng từ 110 tỷ đến 240 tỷ thùng, chiếm gần 1/5 tổng trữ lượng dầu thế giới. Trữ lượng khí đốt thiên nhiên khoảng 14.000 tỷ mét khối, chiếm khoảng 1/20 tổng lượng thế giới. Cùng với sự tăng lên về vai trò khu vực sản xuất dầu quan trọng của biển Caspi, địa vị của Georgia trong bản đồ chiến lược của phương Tây càng trở nên quan trọng. Thiết lập một chính quyền thân phương Tây ở đây sẽ mạnh mẽ giúp các tập đoàn công ty dầu khí phương Tây tiến quân vào Caspi. Còn các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, cũng chắc chắn đang tích cực thúc đẩy việc lập một đường ống dẫn dầu từ Baku, xuyên Tbilisi đến Ceyhan. Thông qua đó có thể đến thẳng cảng Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ. Georgia ở vị trí mà đường ống này buộc phải đi qua. Bởi vậy, các nước lớn phương Tây bám lấy Georgia là điều đương nhiên. Tháng 12 năm 2002, chính phủ Mỹ chính thức tuyên bố điều nhân viên quân sự đến Georgia với danh nghĩa chống khủng bố, giúp huấn luyện quân đội chính phủ, đồng thời đã ký Hiệp định Hợp tác Quân sự Georgia-Mỹ. Bề ngoài, Mỹ giúp Tbilisi nâng cao năng lực chống khủng bố. Giá trị thật của nó lại là lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ đưa quân đến khu vực Caucasus. Đây là sân sau của Nga. Năm 2004, Mỹ đưa Georgia vào kế hoạch viện trợ thách thức thiên niên kỷ, viện trợ cho Georgia 102 tỷ đô la. Sau đó, trung bình mỗi năm viện trợ không hoàn lại cho Georgia 100 triệu đô la trở lên. Khi các nước lớn phương Tây nảy sinh ra ý đồ chiến lược mới đối với Georgia, thì người bạn cũ, người đại lý mà họ từng tận tình giúp đỡ trước đây, Shevardnadze, dĩ nhiên là không còn hợp khẩu vị của họ nữa. Tuy Shevardnadze được coi là hết lòng hết sức đối với những yêu cầu của phương Tây, nhưng trong nhiều vấn đề, trong lập trường trung dung cơ hội giữa Nga với các nước phương Tây, ông lại làm cho một số nước cáu giận. Có ý kiến phân tích rằng, thái độ của Shevardnadze không kiên định về vấn đề thúc giục quân đội Nga rút khỏi Georgia. Đồng thời, Shevardnadze còn có ý ủng hộ Akhmetov thân Nga trúng cử Tổng thống. Điều này làm cho một số nước phương Tây cảm thấy vô cùng lo lắng. Trước khi nổ ra cách mạng Hoa Hồng, một số nhân vật quan chức và phi quan chức phương Tây đã bắt đầu liên tục bí mật tiếp xúc với phe đối lập. Họ đã chuẩn bị xong người kế nhiệm cho việc Shevardnadze bị hạ bệ. Cuộc đấu tranh giữa người đại lý cũ và mới đã diễn ra không thể tránh khỏi. Đại sứ Mỹ tại Georgia Miles vừa đến nhậm chức đã có kế hoạch viện trợ về chính trị và tài chính cho phe đối lập Georgia. Tháng 4 năm 2003, Mỹ công khai thành lập Văn phòng Xúc tiến Dân chủ Georgia trong Đại sứ quán Mỹ tại Georgia. Trước khi Tổng thống Liên bang Nam Tư Milosevic bị lật đổ, Miles làm đại sứ tại Belgrade đã lập công lớn trong việc đánh đổ Milosevic. Mà việc đánh đổ chính quyền Milosevic được phe đối lập Georgia coi là một hình mẫu. Ông tên là Giga Bokalia, 34 tuổi, là người lãnh đạo của phong trào sinh viên phe đối lập Georgia, cố vấn đặc biệt của Saakashvili. Người ủng hộ đằng sau của ông là vị thiếu tá về hưu của lục quân Mỹ này, Jackson Bruce. Hình bóng của Jackson vẫn thường xuất hiện ở những quốc gia có biến động.
Ông lãnh đạo một quỹ hội có mục đích giúp những nước này đi theo con đường gọi là dân chủ hóa. Ông ta không giấu giếm nói toạc ra sứ mệnh của mình. Nước Nga thiếu tư tưởng dân chủ, tự do dân chủ mà dân chúng đáng được hưởng đã bị đè nén quá nhiều, khiến người ta cảm thấy rất lo ngại. Nhưng ở Georgia, Latvia, Slovakia, Ukraine đều có thể nhìn thấy manh nha của dân chủ. Điều đó làm mọi người vui mừng. Đây là trụ sở hoạch định các hoạt động của Jackson tại Washington. Ở đây, dùng làm văn phòng tiếp những người lãnh đạo phong trào dân chủ hóa các nước láng giềng của Nga. Vợ Jackson là người Belarus. Vợ tôi có một tấm ảnh rất lớn. Đây là vợ ông và bà Rice, có phải không? Vâng, ảnh chụp với Bộ trưởng Ngoại giao Rice. Rice là người thế nào? Bà là một người rất tốt. Bà tích cực chỉ đạo phong trào dân chủ hóa của Belarus và muốn tôi đảm nhận trách nhiệm ở đây. Chính nơi này, từng nhóm người lãnh đạo phe đối lập từ các nước láng giềng của Nga đến đây để huấn luyện, nhận kinh phí hoạt động, vạch kế hoạch hoạt động chính trị đường phố. Giga Bokalia là khách thường xuyên ở đây. Đây là chiếc áo phông được đưa vào sử sách. Nếu bà nhà mặc thì chắc là vừa. Xin tặng hai người. Nhưng chỉ có một chiếc này thôi. Ở Georgia chắc chắn mọi việc thuận lợi cả, vì anh làm rất tốt. Hàng ngày vui vẻ cả chứ? Tất nhiên rồi. Chính phong trào sinh viên do Giga Bokalia lãnh đạo đã trở thành đội tiên phong của cách mạng hoa hồng ở Georgia. Ngày 20 tháng 11 năm 2003, hàng vạn người tham gia biểu tình đứng tại quảng trường mấy chục tiếng đồng hồ, phản đối chính phủ Shevardnadze gian lận trong bầu cử quốc hội, đòi Shevardnadze từ chức. Nhưng đối với tuyệt đại đa số, việc những người tổ chức biểu tình cam kết trả thù lao có lẽ còn hấp dẫn hơn. Lương bình quân mỗi tháng của người Georgia là 23 đô la, mà đứng một ngày ở đây được những 5 đô la. Tối 22 tháng 11, cuộc biểu tình phản đối của Tbilisi đã đạt đến cao trào. Shevardnadze nói chuyện qua điện thoại với Ngoại trưởng Mỹ. Powell tỏ lo ngại trước thay đổi cục diện của Georgia. Gần tối ngày 23 tháng 11, sau cuộc gặp ngắn ngủi với Saakashvili, ông tuyên bố từ chức Tổng thống. Shevardnadze lên giữ chức quyền Tổng thống. Shevardnadze từ chức chỉ 2 ngày. Mỹ liền nhanh chóng đưa ra quyết định cử một nhóm thảo luận với chính phủ lâm thời Georgia làm thế nào để giúp họ chuẩn bị bầu cử trong tương lai và những vấn đề quan trọng khác mà quốc gia này đang gặp phải. Ngày 2 tháng 12, Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu đang họp tại Maastricht, Hà Lan, đã quyết định viện trợ khẩn cấp cho Georgia hơn 5 triệu euro để giúp nước này tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống. Tiếp ngay sau đó, ngày 3 tháng 12, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Pasco đến Tbilisi tiến hành hội đàm với quyền Tổng thống Shevardnadze, Bộ trưởng Quốc vụ Chvania, ứng cử viên Tổng thống Saakashvili, thảo luận các vấn đề như Mỹ giúp tổ chức bầu cử Tổng thống và Quốc hội, vấn đề cải cách kinh tế. Ông bày tỏ, Tổng thống Bush và Ngoại trưởng Powell đã đồng ý ủng hộ lãnh đạo mới. Lợi ích của Mỹ và Georgia hôm nay hoàn toàn thống nhất. Trong thời gian sắp tới, Mỹ sẽ viện trợ cho Georgia 7 triệu đô la. Ngày 4 tháng 1 năm 2004, cuộc bầu cử Tổng thống Georgia bắt đầu bỏ phiếu. Kết quả cuối cùng phải 10 ngày sau mới công bố. Nhưng bộ máy kiểm phiếu độc lập được lập ra bởi những cơ quan như Quỹ Soros của Mỹ ngay trong ngày khi bỏ phiếu kết thúc đã lập tức tuyên bố rằng
Saakashvili đã giành thắng lợi bầu cử tổng thống với ưu thế tuyệt đối 85,8% số phiếu. Lại còn nói rằng, số lượng cử tri đi bỏ phiếu trong ngày đã vượt tổng số cử tri đăng ký theo quy định của pháp luật là 50% cộng một phiếu. Bởi vậy, kết quả bầu cử có hiệu lực. Shevardnadze, sau khi bị hạ bệ, đã từng nói, quỹ Soros của Mỹ đã đóng vai trò rất xấu trong cuộc khủng hoảng chính trị này. Soros là tội phạm chủ yếu của cuộc đảo chính ở Georgia. Tất cả mọi công việc đều do ông tham gia sắp đặt bố trí cả. Một số tổ chức nước ngoài khác cũng đã tham gia các hoạt động giả mạo danh sách người bỏ phiếu, thao túng kiểm phiếu. Ông ấm ức nói rằng, kinh phí của các nhà chính trị nắm chính quyền, đại bộ phận là từ tài trợ của nhà tỷ phú George Soros. Tại sao Soros lại lật đổ chính quyền Georgia? Chúng ta cũng không biết. Đây không phải là cuộc cách mạng mà là cuộc đảo chính. Phong trào cải tạo thuần hóa, thay đổi người đại lý càng khiến cho phương Tây chiếm thế thượng phong trong ván cờ các nước lớn. Cùng với cuộc bầu cử Georgia sắp vào hồi cuối, một đoàn cố vấn quân sự tư nhân do các tướng về hưu của Mỹ, 20-30 người, lặng lẽ đến Tbilisi. Bên ngoài thì họ làm thuê cho một công ty an ninh của Washington gọi là Cube Security, đến đây để chỉ đạo công tác quốc phòng. Nhưng ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với tổng giá trị 15 triệu đô la với công ty này lại không phải là Bộ Quốc phòng Georgia, mà là Lầu Năm Góc. Một nhà ngoại giao phương Tây nói, Mỹ có ý thông qua việc phái cố vấn quân sự thường trú biến Georgia thành căn cứ địa hành động tiền phương, có đầy đủ trang bị và nhiên liệu, giống như cơ sở quân sự của Mỹ tại vùng vịnh vậy. Tờ báo Người Bảo vệ của Anh chỉ ra rằng, hành động trên đây của Lầu Năm Góc sẽ khiến cho Georgia trở thành một cơ sở ảo của quân đội Mỹ, trang bị của quân đội Mỹ cộng với quân nhân của Georgia. Cuộc cách mạng hoa hồng do các nước phương Tây vạch ra và phát động này cuối cùng đã mang lại những gì cho người Georgia? Tháng 3 năm 2005, mức lương bình quân tháng thấp nhất của người Georgia là 61,3 lari. Lương hưu chỉ có 28 lari, không tăng bao nhiêu so với trước cách mạng. Nhưng chi phí sinh hoạt thì lại leo lên nhanh chóng. Chi phí sinh hoạt của cư dân mỗi tháng thấp nhất là 154 lari. Một quan chức Georgia nói rằng, nếu như một năm trước dân chúng còn đầy hy vọng đối với tương lai, thì bây giờ họ đã không còn gì để có thể tin nữa. Có lẽ người dân Georgia lương thiện muốn sống được thì cần phải đủ kiên nhẫn. Dù Georgia còn thay đổi thế nào đi nữa, đối với thế giới, cuộc cách mạng hoa hồng chỉ kéo dài vẻn vẹn có 36 tiếng đồng hồ năm 2003 ấy đã gây sự chú ý cao độ cho mọi người. Nó không chỉ là lật đổ chính quyền Shevardnadze, mà còn đánh đổ quân bài domino đầu tiên của cách mạng màu ở các quốc gia SNG.